Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê phối hợp với Tổng đài Dịch vụ Công 1022 tổ chức tập huấn triển khai hỗ trợ khai báo y tế QR code cá nhân phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận và chương trình triển khai thí điểm chuyển đổi số tại phường Thạc Giáng. Đối tượng tập huấn đợt này là cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận. Các đoàn viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về việc triển khai các nghiệp vụ về khai báo y tế qua mã QR, cũng như cài đặt sử dụng hiệu quả ứng dụng Đà Nẵng Smart City, hướng dẫn thực hiện đăng ký thông tin sử dụng mã QR để đăng ký điểm kiểm dịch, đồng thời thực hiện kiểm soát người ra vào cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua QR code, hướng dẫn các cá nhân sử dụng điện thoại thông minh thực hiện khai báo y tế trên điện thoại, cài đặt các phần mềm ứng dụng Đà Nẵng Smart City để khai báo điện tử và thực hiện quét mã QR. Khi đến các địa điểm sử dụng QR code kiểm dịch, nếu các địa phương khai thác tốt dữ liệu trên máy quét mã QR sẽ là biện pháp quản lý chặt chẽ người về địa phương giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.